hết lửa mất. Đây bây giờ chúng ta thấy chuẩn bị giăng lưới kiếm cá. Đấy, người rừng đi đánh cá không biết đã đánh bao giờ chưa? Đánh câu cá ao suốt đấy chứ. Suối hao ấy. À suối à, đánh cá suối hả? Đánh cá suối hao. À. Bây giờ người rừng định khu vực này sao chú không đánh ở trên kia, đánh đây chú không? Trên kia nhiều cá hơn mà. Đấy. Trên kia nhiều cá hơn mà. Bên nào? Trên này nhiều cá hơn mà. Phải đánh ngược mới được. À đúng rồi, đánh ngược ấy. Cứ đi từ từ, đi ngược, đi chéo chéo từ bên nọ qua bên kia luôn. Có nhà em đi từ từ em chéo một phát lên tít trên kia luôn. Nhá. Đi một đường chéo chéo như thế từ bên nọ qua bên kia luôn. Đây chúng ta thấy có một cái cây cối xay. Cây này có thể chữa được cả bệnh gan, nhưng mà cụ thể liều lượng như nào thì chúng ta có thể tra trên cái quyển sách cây thuốc vị thuốc Việt Nam của tiến sĩ Đỗ Tất Lợi thì nó sẽ hay hơn. Vừa rồi tôi đi dọc đường thì có thấy có một người hái về, tôi hỏi để làm gì thì họ bảo để chữa bệnh sỏi thận. Tôi sẽ quay gần để chúng ta có thể nhìn rõ được cái cây này. Đó. Tại sao người ta lại gọi là cây cối xay? Bởi vì nó giống như cái cối xay. Đó, cái trái của nó giống như cái cối xay, giống như cái cối xay lúa ngày xưa. Cho nên người ta gọi nó là cây cối xay. Bây giờ đô thị hóa, đất đai lấp hết cho nên những cái này là phải được. Này, này, ở gai đấy kìa. Dẫm vào chân đấy. Đây này, thấy gai đây chưa? Thấy gai đây này, thấy không? Nó đâm thủng chân chảy máu ấy, đừng có đi lung tung. Đây, cây này thì chữa bệnh đường ruột rất là tốt này. Nếu mà ai đang đau bụng tiêu chảy ấy, thì chúng ta uống cái này cực kỳ hiệu quả luôn. Cái này ở quê tôi gọi là cây bốp bốp, người ta hay dùng để làm phân xanh. Hái mấy cái đọt của nó rửa sạch ăn chữa được rất là nhiều bệnh. Còn ở trong miền Nam thì người ta gọi tên khác, tôi không biết là tên gì. Còn thấy có mấy học trò tôi đã gọi là cây mui trắng, tôi không biết là cái gì, hóa ra nó là cái này. Đi ở giữa luôn được em ạ, đi ở giữa xong mình đuổi hai bên được. Cá dính rồi. Đấy, giật rồi. Chú đánh bên kia. Cá đây dính rồi Hải ơi. Xuống bắt cá đi, cá bắt từ dưới này lên này. Em cứ đấy đập được, cầm cái gậy kia đập mấy cá cũng được. Cầm cái gậy đập mấy cá cũng được.
đi xuống dưới này đi rồi mà bắt lên đi, cá đầy mà. Rồi bắt đi, bắt xong rồi đập tiếp. Bắt đi, đi, đi từ đấy đi lên đi. Em thả căng quá, thả căng như thế mà gặp cá to nó dậy rách lưới luôn. Thả căng quá rồi lúc... Con gì ấy, tôm tít à? Tôm tôm sú hay tôm tít hả? Tôm tít á? Tôm tít giơ cái lưới lên quay con cá về đây các em. Hai quay con cá về đây cái đã, trước khi bắt tụt mất hả? Chạy mất rồi à? À đấy, từ 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 rồi, ok. Bỏ áo lên xe kìa, cầm mũ thôi. Có con nào thì nói thầy để thầy quay phim nhá. Đang quay đấy. Rồi, thấy rồi. Ta sẽ lấy củi ở đây luôn để nướng cá. Cây này nó khô rồi. Ta sẽ lấy củi ở đây luôn để nướng cá chứ không cần phải đi đâu xa nữa. Từ từ bình tĩnh nhưng nó đâm toạc chân đấy. Để đi chăn trâu thì cũng có bẻ những cái này như này là thành củi đó. Cây nó khô ở đây rất là nhiều. Được này thoải mái đun có khi không hết. Có khi phải để dành cho hôm khác nữa.
cái cỏ nó đốt nó cháy kinh lắm này, tí nữa là đốt cẩn thận nó mới cháy, chạy toán loạn nhưng phải đơn giản thôi. Đấy, bụi. Hiện nay là được từng này rồi. Còn một người đang đi đánh ấy, chưa đến. Đấy là. Đây là cá tôm. Có cả chim chim cút nữa. Cái đấy để thế luôn, đi cần gì mấy, để chỗ này luôn mà. Nhá? Để chỗ này luôn được mà. Để đấy mà mình còn ngồi ở đây, chốt đây không biết ngồi ở đâu. Để đấy luôn được mà. Ôi, lấy mặt cái cây hả? Lấy mặt cái cây. Rồi. Cây cái. Đầu. Ui, cháy. Nổi lửa lên. Đây, cỏ khô này, chỉ cần lấy một nắm cỏ khô này cho vào là nó cháy liền, cỏ này nó cháy liền đó. Cho thêm tí cỏ khô nữa em ạ. Hai tí cỏ khô này. Đúng bài luôn. Dịch nữa cỏ khô luôn. Đốt. Rồi. Đấy. Ấm ấm. Đấy, đi trâu lần hướng toàn nói theo kiểu đấy. Ôi cái này còn sống. Sống chọc vào cũng còn sống luôn. Chưa. Con này còn sống nhỉ? Ừ. Đầu tiên á, đấy là do nhiều cỏ khô rồi mình mới chủ quan thế thôi, nhưng đúng ra đầu tiên là phải cho cái củi nhỏ nhỏ như dưới trước. Sau nó cháy củi nhỏ thì mình mới cho củi to lên. Đi trâu nhiều lúc trời mưa nhóm được bếp lửa khó lắm. Bởi vì đây nó đang nắng mà cỏ khô nhiều cho nên là mình không có sợ thiếu cỏ nên mới làm như vậy. Mỗi cái này ấy lửa to hả bố? Ừ, đấy, bắt đầu cháy rồi đấy. Cầm hai tay. Cầm từ từ, đừng lắc, nhìn vào đấy, đừng có lắc. Đừng có lắc. Lửa to quá. Đừng có lắc. Đấy, có thích thêm à. Mình mới dẫm lên. Có dừng được chưa hay quay tiếp? Tắt luôn nhé. Lên hết lửa mất. Tuyệt đẹp. Cái này mà trời tối tối mà nó cái này mà trời tối tối mà đốt thì thôi rồi. Muốn đi lên được. Không lên được, nóng à? Dạ. Nóng thì đi ra sau này. Đi lên làm sao được. Đi đây này, thẳng theo đường này. Đi lên không được. Hả? Đi lên luôn được. Đi lên làm gì, ở đây ăn mà. Đi lên lóng thì đi lùi ra đây tránh ra tí. Đó, đi ra đây này. Ăn đường ăn mà.
Lùi ở đây tí này tránh ra khỏi nóng. Đó. Nó không đổ tôm ra luôn ấy, tôm là một vài con chim cút ở đấy cho nó đẹp đội hình. Vài con chim mà nữa. Chim để riêng mà để riêng thì thôi. Thôi thì tí nữa trứng sao. Nướng rồi á, nướng bây giờ là ngon đấy. Ôi, có cháy bên kia, rớt xuống luôn kìa. Ừ. Ở đấy nó lan nó cháy rầm rầm, ở đấy nhạt. Nó lan cái cỏ này nó cháy thì thôi rồi. Cháy xuôi được nhưng nó cháy ngược, nó cháy hết cái khu này. Bắt đầu nướng cá. Ui, đến bên kia rồi. Ui, đến bên kia rồi. Đây, thưa quý vị, cá đã chín, mùi rất là thơm. Nói chung là cá nướng thì ăn là nghiện luôn. Đánh ở đây lên nướng ở đây luôn. Lúc nãy chúng đã quay cảnh đi thả lưới và đánh lưới rồi. Bây giờ đến cảnh bắt đầu nướng và thưởng thức cá và tôm rất là nhiều. Thoải mái ăn. Bên này một học trò của mình đang đi về, của tôi đang đi về nữa, cũng anh ta cũng thu hoạch được khá nhiều cá. Trên tay anh ta là một mớ cá thu hoạch được. Trên lưng anh ta là một tay lưới. Đâu, đồng chí Hưng cầm đây để thử con cá này cái xem nào. Đây đây đây, quay quay lên này. Ủa, chín rồi. Chín rồi. Quay khúc người bên trên là đừng có quay quần đùi, à quần sọc. Ui, mùi nó thơm thối rồi. Mùi cá nướng rất là hấp dẫn. Tuyệt vời. Quá ngon. Ngon hơn cả cái hôm mà nướng bếp than ở nhà, nướng một rừng rồi. Đấy, đấy ngon hơn. Mà đồng này nó lại ngon hơn mới lại. Ừ. Ai cho con thử. Ừ. Ê. Ngon quá. Thử xem ngon lắm. Ừ. Rồi em quay vào đấy đi, cho bạn Đạo ăn đi. Để cho lấy hương kia đưa lên à? Ăn có hết rồi mà. Nhiều không? Nhiều. Đừng thái con mực. Có mực thật à? Mực thật á? Ồ, hay nhỉ? Mực, mực hay là sứa? Đấy. Sứa. Khéo đánh được. Khéo nào thì thôi, khéo nào. Đâu? người rừng mang nó đây, mang đây. Để đưa cho đây con. Đẹp mà. Đánh được hai con. Đúng rồi, con đấy sót lắm đấy, không phải mực đâu. Anh người rừng này. Đây, hai con gì này. Đây là... Đưa sát rồi, sát rồi. Để mở cái này lên coi này. Người rừng chưa bao giờ. Ui, nó ngứa đấy, đừng quay. Để. Đây là hai con quay sứa. Vào. Đây hai con sứa nhưng mà người rừng tưởng là mực. Rồi, xong. Thôi. Nhanh thưởng thức thôi, chín rồi. Ơi, cho con ăn nữa vậy. Đây, đến đây ăn. Đấy, hai con này đã chín rồi. Ăn nhiều lắm thưa quý vị, ăn không hết luôn.
ra ngoài đồng người xem thơm không? Người xem thơm không? Thơm. À, thơm. Tốt. Để chú nướng cho nó. Mấy con đấy chắc ăn được rồi chứ nướng gì nữa. Ăn luôn đi. Qua cắm thêm. Rồi có que đây cắm thêm đi. Ủa đâu chứ được đây. Có que thì về nó đây nữa nè. Tụi đây nhá. Bỏ đến nè. Đây là đang chế biến món muối ớt. Đứng cái này để nướng mà sao lại bịt thế? Quay đây quay nữa, cho 4 năm quay rồi. Chị này thèm quá rồi. Sau một hồi giã ớt xong đang rất thèm. Ui, con cá còn sống. Con cá còn sống ở chỗ. Ui, con nó vào đây. Nhảy à? Nhảy ra ngoài. Tôm còn nhảy ra ngoài. Đây, phải bỏ thêm cái mớ kia vào nhà chú Hưng. Đấy, đưa ra máy đây. Bỏ thêm cái mớ kia vào. Cả con tít nữa. Tít của Hải lúc nãy nó bảo nó chưa được ăn thử. Con muối hạt này lấy đâu ra vậy? Thế cái củi lúc nãy ai hái đấy? Ui, có ớt mà nó thơm, dễ sợ rồi. Mùi nó hấp dẫn thế. À, con này cong rồi đó. Nước đấy nước lạnh mà phải nước uống nó. Khát thì tí nó về chịu uống rồi. Bây giờ chịu, không có nước. Ngoài đông rồi luôn. Thôi đừng chùa nó bội bụi nó lên, cứ để nướng lên. Đây. Đang quay. Nướng tay tách ra mỗi tay hai con á. Mỗi tay hai con á cho nó đẹp. Cầm ra quay quay xuống. Đấy, vừa nướng vừa gió vừa chim kêu vượn hót rất là vui. Chúng ta thấy rừng núi rất là tuyệt vời, phong cảnh rất là lãng mạn, chỉ rất tiếc là bây giờ người ta đang còn san ủi mặt bằng để mà bán đất, cho nên là cái khu này về sau này là những cảnh quay này sẽ là những cái thước phim để lưu lại, sau này sẽ không bao giờ có được những cái cảnh này nữa. Người ta đang lấp và người ta sẽ lấp hết cái khu này. Tách mấy con cá ra hả? Đừng có dồn một chỗ đây. Hai tay tách nó ra. Mỗi tay đấy. Xa xa là những đàn cò. Đấy, chúng ta nhìn thấy những đàn cò bay lên bay xuống. Đấy, cả những con chim gì đen đen rất là nhiều. Chơm, chơm. Này, cũng chiều rồi. Bẻ hai gốc. Hưng nhớ trời em bao giờ mới chín được. Ủa khăn đi mua. Cầm mình đã cầm xiên thì người ta thịt nè. Ừ. Thẳng cá
Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi miễn phí nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.